Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh nhá, đến từ Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Với bốn đầu số điện thoại này, các bác cần hỗ trợ tư vấn mua hàng, yêu cầu bảo hành đổi trả, các bác vui lòng liên hệ một trong các bốn số điện thoại này nhé. Số đầu tiên là số Vina, hai ba số tiếp theo là ba số Viettel và số cuối là số Mobi. Thì các bác ở mạng nào các bác liên hệ đầu số mạng đấy cho nó giảm chi phí nhé. Thứ hai nữa là shop tình hình giờ này là được các bác ủng hộ rất nhiều, lượng khách cũng là đông, thì nhiều khi là các bạn gọi tới số này thường hay là phải bị mắc máy bận nhé, thì lúc đấy là shop đang nghe điện thoại của anh em khác, thì khi đấy thì các bác lại gọi sang số khác, các bác gọi số này không được thì các bác gọi sang số khác nhé. Đây các đầu số của shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh chuyên về loa và phụ kiện cho anh em. Shop đến từ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang nhé. Trong chương trình hành trình hôm nay thì giới thiệu với lại các bác hai cái mẫu loa điều khiển từ xa mới trên thị trường hiện nay. Cái mẫu này thì gọi là mới ra nhưng mà cũng bán tương đối rồi, chất lượng nó ổn định, tốt. Thì hôm nay shop làm cái video cụ thể cho các bác nắm được là cái sản phẩm nó như thế nào. Các bác trước khi mua hàng thì các bác xem video để các bác nắm được nhé. Cái mẫu đầu tiên ấy là mẫu loa gọi là AT101 nhé. Cái mẫu này tôi nói sơ cho các bác xem thôi, nghe thôi, bao bì như này. Thế nhưng mà trong chương trình hôm nay thì là tôi sẽ giới thiệu cụ thể chi tiết cho các bác cái mẫu loa là AT100 nhé các bác nhé, AT100. Đây là cái bao bì của nó, bao bì hộp như thế này. Trên này thì cho mình biết những thông số, đó là loa là AT100 này, dung lượng pin là 4000 mAh. 2000 cái chữ tiếng Trung này thì nó biểu thị cho rằng là khả năng điều khiển từ xa là 2000m. Thế nhưng mà thực ra là sẽ không được đâu nhé các bác nhé, trên thông số giấy tờ như vậy thôi. Nhưng mà đến thực tế thì tất cả các loa điều khiển từ xa chỉ điều khiển tốt trong phạm vi 150-200m thôi. Nhưng còn đây là nhà sản xuất nghi này cũng không đúng đâu. Đấy, đây là bao bì của nó. Bây giờ các bác tôi sẽ bóc ra cho các bác xem bên nội thất bên trong nhé, phụ kiện bên trong nhé. Các bác bóc theo quay này, bóc quay sắt này, bóc bánh xe ra này. Thì đây là cái mẫu loa của AT100, mẫu loa mới trên thị trường hiện nay. Trong này là sẽ hết đồ các bác nhé, trong này hết đồ nhé. Các bác lưu ý cái mẫu loa này là cái túi vải nó sẽ để ở phía dưới này. Các bác muốn lấy được cái túi này các bác phải lấy hết ra nhé. Đây là túi vải này. Đây. Đây, mẫu loa này nhé các bác nhé. Các bác nhìn sơ cái loa này các bác thấy nó rất giống là Q92 các bác nhé, rất giống Q92. Thì bây giờ tôi giới thiệu cho các bác một phần nhưng mà cũng chia sẻ với các bác nó là bản chất nó như thế nào, chứ không là một số đơn vị khác thì chỉ giới thiệu bán hàng sản phẩm thôi chứ không có nói được là bản chất nó như thế nào hay tốt hay nó xấu nhé. Cái loa này ấy, bản chất của nó thực ra là nó giống đặc như loa Q92 nha các bác nhé. Đây, loa này giống đặc như loa Q92 luôn, mình cứ gọi đơn giản là loa Q92 cải tiến cũng được. Phụ kiện nó đi theo nhé, bao gồm là loa này, tay điều khiển này, cục sạc điện cho loa này, dây cáp sạc cho tay điều khiển này, và giấy catalog này. Thì cái này là nó giống đặc như là Q92, các bác thấy này, không khác một tí nào nhé. Màu đen, chất liệu bằng nhôm, làm hộp theo kiểu loa thùng, anten ở bên một bên. Đây là móc thêm cái mã hiệu này nữa thôi nhé. Ở phía trên thì ba nút chỉnh, một nút này là mở âm lượng, mở nguồn, còn hai nút này là hai nút chỉnh hiệu ứng âm thanh. Trên này thì cũng có 5 nút cho các bác lựa chọn nhé. Đây là play, stop, next nuôi, next tới nhé. Nỗ cắm dây chuyền tín hiệu tai nghe, cắm USB, cắm thẻ nhớ, màn hình. Nói chung cái bản chất của nó thì giống đặc như Q92 nhé. Và cả tay điều khiển đúng không ạ? Tay điều khiển nó giống đặc luôn và cũng dùng chung sóng luôn các bác nhé, dùng chung sóng với Q92 luôn. Nhưng mà cái này ấy, thì nó hơn Q92 ở chỗ ấy, là nó cải tiến pin, cải tiến pin các bác nhé. Ở trong cái loa này ấy, là hiện tại là có tới hai quả pin đấu nối tiếp vào với nhau, Đối với loa Q92 ấy, thì nó chỉ có một quả pin, đó là dung lượng là 2000 mAh. Thì đối với cái loa AT này ấy, thì nó sẽ có hai quả pin đấu tiếp vào nhau, thì dung lượng nó nhân lên gấp đôi là 4000 mAh.
nhé, 4.000 mAh. Đấy, thì khi nó đã cải tiến như này rồi thì nó cải tiến luôn cả cái bao bì và cải tiến luôn cả cái nhãn mác, nên nhãn mác dán này nữa. Còn thực ra bản chất của nó bên trong cái men mạch hay là cái kết cấu của loa hay là cái hạ điều hành của loa thì nó hoàn toàn giống như Q92. Và cái tem này, cái tem chỉ thông số này của Q92 này dán ở dưới gầm dưới, thì cái loa này dán nó ra phía sau lưng trên này này, tem mác nó là AT101 nhá, rồi AT100 nhá, nói các bác, rồi dung lượng pin, thời gian sạc pin, nó có những chú thích ở đây. Đấy. Phụ kiện nó đi theo đấy thì cũng đúng đặc như Q92, một tay điều khiển này, tay điều khiển cao cấp các bác nhé, dùng pin sạc, pin của điện thoại. Đấy, cái này thì các bác đã nắm được rồi. Cái tay điều khiển này chỉ có đi theo dây cáp thôi nhé, chỉ theo dây cáp thôi. Các bác sẽ dùng chung với cục sạc điện thoại hoặc là dùng cục sạc dự phòng của điện thoại cũng được, chứ nó không có cục sạc cái tay điều khiển đi theo đâu nhé. Và đây thì vẫn là một cục sạc điện cho loa với dung lượng là một là 9V đấy, cường độ điện ra là 9V đấy nhé. Thì cái loa này là loa dùng pin 7,4V, 7,4V và nguồn sạc là 9V hoặc 10V, và vẫn có cái túi vải đi theo này các bác nhé, túi vải đi theo. Thì cái này với cái Q92 thì nó giống đặc nhau mà, và cả hình thức và cả cách dùng và cả các chức năng, các nút bấm giống nhau y đúc hết. Thế nhưng mà nó cải tiến được cái là cải tiến về pin các bác nhé, pin siêu bền, pin dung lượng lên tới 4.000 mAh. Ví dụ như là loa Q92 thì sẽ giúp các bác hoạt động được liên tục. Tôi nói đây là nói thời gian hoạt động liên tục khi đã sạc đèn, khi đã sạc điện căng nhé, là điện căng hoạt động liên tục là đạt ở mức độ là hơn 8 tiếng, hơn 8 tiếng nhé các bác nhé. Thế còn đối với cái loại này thì mức độ hoạt động cho các bác khi các bác đã sạc điện căng lên thì sẽ đạt cho các bác là hơn 15 tiếng, hơn 15 tiếng đồng hồ liên tục luôn nhé. Thì đây là shop đã thử rồi, đã kiểm chứng thực tế cho chạy thử phát thử thì chỉ đạt mức là hơn 15 tiếng thôi, chứ không đâu ra mà 20 tiếng đâu. Cái này thì sản phẩm có sao thì shop nói vậy nhé các bác nhé, các bác mà dùng kiểm định thì sẽ thấy đó là sự thật. Và cái này cũng là cái dòng cải tiến mới nhất, là có chức năng báo đèn xanh khi pin được đầy, là cái lúc này nó sẽ báo đèn xanh khi pin đầy nhé. Và cái loa này thì nó được cải tiến về men mạch này, cải tiến về pin này, thì chất lượng âm thanh nó sẽ chắc chắn hơn, nó sẽ tốt hơn Q92. Đây các bác nghe thử này, nó sẽ tốt hơn Q92 nhé. Đây các bác nhé. Cái dòng loa này thì chất lượng âm thanh nó trong hơn, đanh hơn, tốt hơn là Q92, thì tiền nào của đấy các bác nhé, giá thành nó sẽ cao hơn là loa Q92. Đây các bác cứ nói đơn, tôi giỏi thích cho các bác hiểu đơn giản nhất là cái mẫu loa mới nhất hiện có hiện nay ấy, là mẫu loa pin bền nhất đấy, pin khủng nhất đấy, mà chất lượng âm thanh tốt và chắc chắn thì đó là loa AT100 với cái dung lượng pin là 4.000 mAh, để cho các bác dùng liên tục khi các bác nạp căng, liên tục hoạt động liên tục luôn là hơn 15 tiếng đồng hồ nhé, hơn 15 tiếng đồng hồ. Thì cái này thì cơ bản nó giống như Q92, nó chỉ khác và là khác và cải tiến về dung lượng pin và chất lượng âm thanh, nó được cải tiến tốt hơn, chắc chắn hơn, ổn định hơn, loa ít bị lỗi vặt hơn. Nhà shop đã bán rất là nhiều rồi nhưng mà cái tình trạng bảo hành là rất ít. Thế còn giới thiệu cho các bác cái mẫu loa mới thì đem lại cho các bác các thông tin để các bác nắm được, đó là loa này nó giống như loa Q92 thôi,
về hình thức, nếu các bạn lưu ý này, về hình thức, về chức năng, về mọi chức năng của nó, từ lúc ghi âm đến tua bài đến các loại đều giống như Q92 hết, nó chỉ khác nhau về pin là pin nó sẽ bền hơn, và khác nhau về chất lượng âm thanh, chất lượng âm thanh nó sẽ đanh hơn, trong hơn và tốt hơn. Thế còn để các bác xem video, các bác muốn mua con loa AT100 thì các bác xem video này thì các bác sẽ thấy được hết về cái sản phẩm này nhé. Đã có những cái phụ kiện gì đi theo, chức năng nó giống như Q92 này, pin bền hơn. Còn về giá thành của loa AT100 này thì là shop bán với giá công khai cho các bác luôn, để các bác tiện thể theo dõi để mua hàng nhé. Loa AT100 này shop đang bán với cái giá công khai là 800.000. 800.000, các bác lưu ý là đã bao gồm phí ship về tới nhà cho các bác, nhưng mà chưa hỗ trợ thẻ nhớ các bác nhé, chưa có hỗ trợ thẻ nhớ. Cái thẻ nhớ này nó là thẻ nhớ dung lượng 4GB, cái này là shop đi mua hết 90.000. Còn các bác có nhu cầu muốn lấy thêm thẻ nhớ thì shop sẽ tính 100.000, và các bác cần file tiếng gì thì shop sẽ chép cho các bác các file tiếng đấy nhé. Cần file tiếng con gì chép file tiếng con đấy, và tính thêm tiền là 100.000 cái thẻ nhớ này, thẻ nhớ 4GB. Còn các bác có mua thẻ nhớ này ấy, gửi một thẻ nhớ không ấy, thì sẽ phải là 150 mới bao phí ship được các bác nhé. Đó. Thì các bác lưu ý kỹ này, giá là 800.000 đã bao ship nhưng mà chưa có hỗ trợ thẻ nhớ, chưa hỗ trợ pin sạc dự phòng. Các bác lấy thêm món nào thì tính tiền thêm món đấy. Các bác lấy thêm pin sạc dự phòng thì tính thêm 80.000, thêm thẻ nhớ tính thêm 100. Cái giá shop đưa ra thì có thể là các bác sẽ so sánh với lại các shop khác là đắt hơn một chút, vài chục nghìn hay gì đấy, thì các bác lưu ý là tiền nào của đấy, sản phẩm nó chất lượng thì nó khác, và thứ hai nữa là nó còn liên quan đến cái chế độ bảo hành, chế độ hậu mãi sau khi các bác mua sản phẩm nhé. Chế độ bảo hành, chế độ hậu mãi của bên shop rất là chu đáo, các bác hoàn toàn yên tâm. Thế còn các bác mà ham rẻ thì các bác phải đi mua đơn vị khác, nó rẻ đi mấy chục nghìn. Thế nhưng mà shop bán theo cái giá công khai là 800.000. Các bác lưu ý nhé, tiền nào của đấy đắt một chút nhưng mà hàng nó chất lượng, thế rồi chế độ phục vụ nó tốt sau khi mua hàng, bảo hành hậu mãi rất là tốt nhé, chu đáo cho các bác. Đây, các bác lưu ý kỹ, giá là 800.000, chưa có bao gồm thẻ nhớ, đấy là gọi là loa AT100 với các loại loa mới nhé. Đây, bao bì như này nhé các bác nhé. Thế còn về bảo hành ấy, thì các bác lưu ý là shop sẽ dán cho các bác một cái tem ở dưới này, ghi ra cái ngày mà gửi hàng cho các bác, thì shop sẽ bảo hành đổi mới nhé, trong thời gian bảo hành mà shop ghi ở dưới tem này, thì các bác cứ theo thời gian đấy là các bác nhận chế độ bảo hành thôi nhé. Đây, xin cảm ơn các bác đã theo dõi với dòng loa AT100, mong nhận được sự ủng hộ của anh em dành cho dòng loa này. Dòng loa này rất là ok, hiện ra là tốt nhất trên thị trường, pin bền, âm thanh tốt trong nhé. Rồi, xin chào các bác.